Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn nam tuổi Đinh Sửu. Chúc các bạn có một năm bình an, vui vẻ, gặp nhiều may mắn và thành công. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi Đinh Sửu của mình trong năm Quý Mão 2023, chi tiết chính xác nhất về các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, sao hạn, tử vi từng tháng trong năm 2023, mời các bạn cùng theo dõi. Tổng quan tử vi năm 2023 cho tuổi Đinh Sửu 1997, Nam Mạng. Năm Quý Mão 2023, Đinh Sửu 1997, Nam Mạng là 27 tuổi âm lịch và 26 tuổi dương lịch xét về ngũ hành, thiên can và địa chi. Xét về ngũ hành, tuổi Đinh Sửu, mệnh giản hạ thủy, gặp năm kim, tương sinh, rất tốt. Chủ về công việc làm ăn tuy có thay đổi nhưng được quý nhân phù trợ. Có hỷ tín như cưới hỏi hay thêm người thêm của. Xét về thiên can, Đinh gặp quý, tương khắc, xấu. Chủ về có sự thay đổi, khá vất vả lúc ban đầu khởi nghiệp hoặc đổi vị trí công việc mới, nhưng kiên trì theo đuổi vẫn đạt kết quả tốt. Xét về địa chi, Sửu gặp năm Mão, chủ về bình hòa. Chỉ công việc bình ổn, kinh doanh buôn bán có ra có vào, tài lộc đủ ăn, đủ tiêu, kiếm được tiền nhưng cũng chi tiêu nhiều. Đánh giá về sự tương quan, can, chi, ngũ hành. Có thể thấy, đối với các bạn nam tuổi Đinh Sửu, trong năm Quý Mão 2023, vận trình có dấu hiệu về sự thay đổi, trước khó sau thuận, có người giúp đỡ, nhân duyên gia đạo cát lành. Sao chiếu mệnh, trong năm 2023, tuổi Đinh Sửu, Nam Mạng bị sao Mộc Đức chiếu mệnh. Sao Mộc Đức là một phúc tinh thuộc hành mộc hướng tới sự an vui, hòa hợp. Trong năm gặp sao này thường gặp nhiều may mắn, có tài lộc, sự nghiệp thăng tiến, công việc kinh doanh rất thuận lợi, có thể kết giao được nhiều bạn bè tốt. Với bản chất là phúc tinh nên sao này tốt cho cả nam và nữ. Vận hạn, hạn huỳnh tuyền. Chủ về sức khỏe, bản mệnh sẽ thường gặp chứng đau đầu, chóng mặt, xây sẩm. Kinh doanh nên kiêng kỵ đường thủy, để vẹn toàn thì không nên làm gì liên quan đến sông nước. Đặc biệt không được bảo chứng cho bất cứ ai vì ắt sẽ nảy sinh chuyện bất lợi. Xét về phương diện sự nghiệp của tuổi Đinh Sửu, Nam Mạng, trong năm Quý Mão 2023. Đối với các bạn nam tuổi Đinh Sửu 1997, bước sang năm Quý Mão 2023, có vận trình sự nghiệp rất tốt, công việc ổn định. Dưới sự ảnh hưởng của sao Mộc Đức và Thanh Long, dù bạn đang còn trẻ tuổi, nhưng có khí chất hơn người, bản lĩnh, điềm tĩnh, quyết đoán, bạn càng lạc quan thì sự nghiệp của bạn càng phát triển trong năm nay. Với bạn tuổi Đinh Sửu, sẽ có cơ hội gặp được quý nhân trong năm này, nhất là đối với những bạn làm ở văn phòng, nơi công sở, càng có cơ hội thể hiện năng lực của bản thân mình, dễ được các bậc tiền bối, hoặc một số quý nhân làm ở cấp cao quan tâm, nâng đỡ. Đặc biệt, dưới sự trợ giúp của các cát tinh, đối với những ai đang tìm việc mới, cũng có rất nhiều cơ hội trong năm này, nếu như bạn nắm bắt được, bạn sẽ có được sự bứt phá. Nếu như bạn đã vấp ngã một lần rồi, thì bạn sẽ rất nhanh được thăng tiến trong sự nghiệp. Nếu như bạn có ý định khởi nghiệp, nên tiến hành từ quy mô nhỏ lẻ, thăm dò thị trường một thời gian, sau rồi mở rộng cũng chưa muộn. Cách làm chậm nhưng chắc sẽ mang lại hiệu quả cao. Những bạn làm đầu tư, kinh doanh có cơ hội khá nhiều, chỉ cần bạn thấy hứng thú là có thể đưa ra quyết định khá chính xác. Dù có phải thay đổi công việc, bản mệnh vẫn chấp nhận đánh đổi để chinh phục mục tiêu lớn hơn. Tuy nhiên, với các bạn nam tuổi Đinh Sửu đang còn trẻ tuổi, dù có vận số trong năm tốt, nhưng không vì thế mà sinh ra kiêu ngạo, tự phụ, bạn cần khiêm tốn, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của mọi người, nhất là lãnh đạo hoặc tiền bối đi trước. Sao Mộc Đức chiếu mạng thì có thể gặp chút trở ngại ở tiền vận, nhưng về cuối năm rất thuận lợi và an toàn. Đầu năm bạn nên siêng năng đi chùa, chăm phóng sinh, làm nhiều việc thiện để thành công trong sự nghiệp, công thành danh toại, gia đình thịnh vượng. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Đinh Sửu, Nam Mạng, trong năm Quý Mão 2023. Bước sang năm Quý Mão 2023, đối với các bạn nam tuổi Đinh Sửu, về vận trình tài lộc cũng tương đối lạc quan. Tài lộc của bạn là do sự nghiệp thúc đẩy, cho nên với bạn tuổi Đinh Sửu có nguồn thu nhập rất ổn định và có dấu hiệu khởi vượng. Tuy nhiên để nói về tài lộc có được sự đột phá thì chưa thể đạt được. Các nguồn thu vẫn chủ yếu đến từ công việc chính, công việc nghề tay trái, hay công việc làm thêm cũng có nhưng không nhiều. Những bạn làm kinh doanh, buôn bán có một năm phát tài phát lộc, mua may bán đắt nên không phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc. Về cơ bản đối với các bạn nam tuổi Đinh Sửu, trong năm này, công việc diễn tiến khá suôn sẻ, kéo theo tiền bạc có dấu hiệu tăng tiến. Tuy nhiên vẫn còn những khó khăn và trở ngại, đòi hỏi bạn phải thực sự nghiêm túc phấn đấu hơn nữa. Tiền bạc trong năm có ra, có vào, chi tiêu cũng khá thoải mái, tuy nhiên chưa đến mức quá dư giả. Theo đó, với bạn tuổi Đinh Sửu nên biết cách quản lý về tài chính, có kế hoạch trong việc chi tiêu, hạn chế tiêu pha vào các việc không quá cần thiết như săn hàng hiệu, mua đồ xa xỉ, đi du lịch tốn kém. Xét về phương diện tình cảm của tuổi Đinh Sửu, Nam Mạng, trong năm Quý Mão 2023. Về vận trình tình cảm của các bạn nam tuổi Đinh Sửu trong năm này cũng khá ổn định. Mặc dù với bạn cũng bị các sao hung tinh quấy phá, nhưng xét cho cùng, các sao này chỉ ảnh hưởng đến phương diện sức khỏe, tài lộc, chứ ít ảnh hưởng đến vận trình tình cảm của bạn trong năm nay. Đối với những người đang còn độc thân, sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ, kết giao với nhiều người khác phái. Nhiều bạn thắm duyên có khả năng cao sẽ tìm được người yêu, có nhiều khả năng sẽ kết hôn trong năm nay. Những người đã có gia đình, nên chú ý đến những chuyển biến trong mối quan hệ vợ chồng, trong cuộc sống hôn nhân, gia đình có thể xảy ra một số xích mích, mâu thuẫn giữa vợ và chồng. Nhưng chỉ cần cả hai bên biết nhường nhịn, yêu thương nhau và chủ động ngồi xuống chia sẻ thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Đinh Sửu, Nam Mạng, trong năm Quý Mão 2023. Theo Tử Vi cho thấy đối với các bạn nam tuổi Đinh Sửu, trong năm Quý Mão 2023, về phương diện sức khỏe lại không mấy khả quan. Do bị ảnh hưởng nặng nề bởi các hung tinh, làm cho sức khỏe của bạn rất đáng lo ngại, thường xuyên gặp phải những chuyện thị phi, đau ốm vặt, cơ thể thường xuyên khó chịu, đi chơi dễ gặp tai nạn xe cộ, đuối nước và các thảm họa tự nhiên, nhân tạo khác. Trong năm với bạn tuổi Đinh Sửu không dính hạn Thái Tuế. Tuy nhiên với bạn vẫn bị hung tinh Thiên Cầu và Điếu Khách chiếu vào mặt sức khỏe và phương diện xã hội. Sự ràng buộc của hạn Huỳnh Tiền Chủ về bệnh tật, làm cho bạn tuổi Đinh Sửu dễ mắc các bệnh đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mặt mũi xây sẩm, ảnh hưởng nhiều tới sinh hoạt hàng ngày. Việc tham gia giao thông, đi lại cũng hết sức cẩn thận, các dạng tai nạn như té ngã, tai nạn xe cộ đều có khả năng xảy ra. Do vậy, với các bạn nam tuổi Đinh Sửu trong năm này cần phải cẩn thận hơn. Đừng để sao hung tinh gây nguy hiểm cho sự an toàn của bản thân. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên các bạn nam tuổi Đinh Sửu, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo, đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các bạn. Ngày, giờ xuất hành, tuổi Sông Đất tốt cho tuổi Đinh Sửu, Nam Mạng, trong năm Quý Mão 2023. Số của tuổi Đinh Sửu, Nam Mạng hợp với, giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ. Bạn cứ thế xuất hành làm ăn, giao dịch, hồn hợp hay phát triển về sự nghiệp, sẽ gặp nhiều may mắn, được suôn sẻ, thuận lợi, thu về nhiều thắng lợi to lớn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày mùng 1 Tết, dương lịch, Chủ nhật, ngày 22 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023, tức ngày Canh Thìn, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Giờ xuất hành tốt cho tuổi Đinh Sửu, Nam Mạng. Giờ Canh Thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ, thuộc Thanh Long, tốt nhất là 7 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho tuổi Đinh Sửu, Nam Mạng xuất hành theo hướng Tây Bắc để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Tây Nam để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết, dương lịch thứ hai, ngày 23 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2023, tức ngày Tân Tỵ, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, nên chọn giờ hoàng đạo và hướng tốt trong ngày. Hướng tốt trong ngày, hỷ thần và tài thần, hướng Tây Nam. Ngày mùng 3 Tết, dương lịch thứ ba, ngày 24 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2023, tức ngày Nhâm Ngọ, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Giờ xuất hành tốt cho tuổi Đinh Sửu, Nam Mạng, tốt nhất là 7 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho tuổi Đinh Sửu, Nam Mạng xuất hành theo hướng chính Nam, để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng chính Tây, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi Sông Đất hợp với tuổi Đinh Sửu, Nam Mạng, trong năm Quý Mão 2023, dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi Đinh Sửu. Điều này nhằm mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới Sông Đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà bạn nhận được càng nhiều. Cần kiêng những người nhà đang có tang hoặc phụ nữ đang mang bầu để tránh âm khí. Tuổi Sông Đất tốt nhất cho gia chủ tuổi Đinh Sửu, Nam Mạng, trong năm Quý Mão 2023, là tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, điều này được lý giải như sau. Mệnh của tuổi, giáng hạ thủy, gặp tang đố mộc, tương sinh, rất tốt thiên can, đinh gặp nhâm, tương sinh, rất tốt địa chi, sửu gặp tý, nhị hợp, rất tốt cung, thiên y. Mệnh của năm tương sinh, rất tốt. Ngoài ra gia chủ tuổi Đinh Sửu, Nam Mạng, trong năm Quý Mão 2023, cũng có thể chọn tuổi Tân Dậu 1981 để Sông Đất. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Nam Mạng năm 2023, có phạm tam tai, hoang ốc, kim lâu, thái tuế không? Tam tai năm 2023, sẽ không phạm đại kỵ tam tai. Hạn hoang ốc năm 2023, phạm hoang ốc, tam địa sát. Không nên xây nhà, sửa nhà. Nếu làm nhà sẽ mắc nhiều bệnh tật. Tuổi kim lâu năm 2023, không phạm kim lâu. Thái tuế năm 2023, không phạm hạn thái tuế. Trong năm Quý Mão 2023, tuổi Đinh Sửu 1997, Nam Mạng, cần đặc biệt chú ý tới hạn Huỳnh Tuyền và sao Mộc Đức chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn huỳnh tiền đối với tuổi Đinh Sửu, Nam Mạng. Nhắc đến hạn huỳnh tiền, sách thời xưa có câu cửa miệng, huỳnh tiền bệnh nặng nguy vong, tam kheo đau mắt, đề phòng tay chân. Người gặp hạn huỳnh tiền có thể bị mắc chứng bệnh, đau đầu, chóng mặt, mặt mũi xây sẩm, đau người, sức khỏe suy giảm, làm ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày. Về làm ăn, nếu kinh doanh, buôn bán bằng đường thủy, đường sông nước sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Nhìn chung tất cả công việc liên quan đến đường thủy, đường sông nước thì bản mệnh không nên tham gia, dù ít hay nhiều cũng có thể để lại hậu quả khôn lường. Về cuộc sống, nếu việc đứng ra làm chứng hay chứng nhận công việc gì, hoặc cho ai đó, dễ mang họa, gặp nhiều chuyện bất lợi. Hạn huỳnh tiền đồng nghĩa với suối vàng, âm phủ, cõi chết, nên cần hết sức giữ gìn phòng tránh tai nạn đột ngột hoặc bệnh tật hiểm nghèo. Có 4 điều cần biết để vượt qua hạn huỳnh tiền, đối với các bạn nam tuổi Đinh Sửu 1997. Vốn huỳnh tiền là đại hạn chủ về sức khỏe, vì vậy khi gặp hạn này cần chú ý hơn về mặt sức khỏe của mình. Thứ nhất, về sức khỏe, bản mệnh gặp hạn này nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân. Song đó cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý. Thứ hai, công việc làm ăn, người gặp hạn huỳnh tiền cần tránh làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước. Tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy, không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng. Thứ ba, đặc biệt trong cuộc sống, người gặp hạn huỳnh tiền không nên bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết. Không may tai bay vạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì sức khỏe bị nguy hiểm. Thứ tư, nguyên tắc chung của việc giảm thiểu nguy cơ, tăng cường may mắn và sức khỏe đó là tu nhân tích đức, làm nhiều việc thiện, việc này không cần gặp hạn mới thực hiện mà nên thực hiện đều đặn, thường xuyên để bồi đắp nền tảng, gốc rễ của phúc đức, vận may cho mình. Các bạn nam tuổi Đinh Sửu, trong năm Quý Mão 2023, cũng cần chú ý đến sao Mộc Đức chiếu mạng. Sao Mộc Đức là một phúc tinh thuộc hành mộc, hướng tới sự an vui, hòa hợp. Trong năm gặp sao này thường gặp nhiều may mắn, có tài lộc, thăng tiến trong sự nghiệp, công việc kinh doanh rất thuận lợi, có thể kết giao được nhiều bạn bè tốt. Về đường công danh, mệnh chủ gặp sao này dễ gặp quý nhân phù trợ, có bạn bè mới. Sự nghiệp nhiều cơ hội thăng tiến, thu nhiều tài lộc. Với người đang đi học, năm này sẽ đánh dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp học tập, gặp được thầy giỏi, bạn tốt và gặt hái được thành tích cao. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao Mộc Đức là phúc tinh, nên cần làm lễ nghênh sao, hóa giải vận hạn, mong muốn tránh được rủi ro, để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống, và gặp nhiều may mắn. Vận trình từng tháng của tuổi Đinh Sửu 1997, Nam Mạng, trong năm 2023. Được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2023, đối với tuổi Đinh Sửu 1997, Nam Mạng. Tháng 1 âm lịch này, với các bạn nam tuổi Đinh Sửu được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn và suôn sẻ, không khí Tết Nguyên đán và hơi thở mùa xuân truyền may mắn đến cho bạn. Với bạn tuổi Đinh Sửu tháng này có thể gặt hái được nhiều tài lộc bất ngờ từ cuộc sống của mình, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thể nhận được phong bao lì xì, quà Tết từ người thân, bạn bè, thậm chí là cấp trên của bạn. Điều này rất tốt cho bạn. Trong tháng này đối với các bạn nam tuổi Đinh Sửu, bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng và tinh thần chiến đấu, niềm đam mê, nên mọi việc thường dễ dàng hơn. Vận trình tháng 2 âm lịch 2023, đối với tuổi Đinh Sửu 1997, Nam Mạng. Bước sang tháng 2 âm lịch với bạn tuổi Đinh Sửu có thể sẽ gặp khó khăn về mặt tài chính, dù làm việc chăm chỉ nhưng cũng không có được thu nhập tương xứng. Bạn hãy cố gắng hết mình, bằng sự chăm chỉ và nỗ lực sẽ vượt qua được, với bạn cũng sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng. Sức khỏe tháng này không tốt, bị ảnh hưởng bởi dư âm của Tết nên nhiều người sống quá thoải mái, lười vận động. Chế độ ăn uống nhiều đồ chiên rán, thịt cá, nên sinh ra nóng trong, nhiệt miệng, dạ dày, sốt. Với bạn tuổi Đinh Sửu, nên chú ý hơn đến vấn đề sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn, uống nhiều nước, cố gắng ăn nhiều rau củ quả, không ăn vặt và đồ ăn nhanh, để không làm tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn. Vận trình tháng 3 âm lịch 2023, đối với tuổi Đinh Sửu 1997, Nam Mạng bước sang tháng 3 âm lịch, về tình hình sức khỏe của các bạn nam tuổi Đinh Sửu không được lý tưởng cho lắm. Dưới sự tấn công của sao hung tinh điếu khách tang môn, làm cho bạn dễ bị tai nạn chảy máu và bị thương trong tháng này, đặc biệt một số người làm công việc hay đi đường rất dễ bị tai nạn. Vì vậy, với bạn tuổi Sửu nên chú ý an toàn cho bản thân mình, nhất là khi tham gia giao thông và đi lại, đề cao cảnh giác để tránh tai họa ập đến. Vận trình tháng 4 âm lịch 2023, đối với tuổi Đinh Sửu 1997, Nam Mạng bước sang tháng 4 âm lịch, các bạn nam tuổi Đinh Sửu có vận trình tài lộc tương đối khả quan. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của yếu tố thời tiết, điều này làm cho tinh thần của bạn không được lý tưởng cho lắm, chú ý về ăn uống, nên đề phòng các chứng bệnh về đường tiêu hóa. Sức khỏe kém, làm cho bạn tuổi Đinh Sửu dễ bị phân tâm hoặc lơ đễnh trong công việc. Và tài vận của bạn có thể sẽ dậm chân tại chỗ khi bị ảnh hưởng bởi trạng thái này. Vận trình tháng 5 âm lịch 2023, đối với tuổi Đinh Sửu 1997, Nam Mạng sang tháng 5 âm lịch, đối với các bạn nam tuổi Đinh Sửu đang có điểm báo vận trình tài lộc bị tổn hao. Bạn gặp tháng Sửu Ngọ tương phá, có nguy cơ bị lừa đảo khi đầu tư, không nên tin người thái quá, rất dễ hao tiền tốn của, cố gắng đụng chạm tài chính càng ít càng tốt nếu không cần thiết, tránh những tổn thất không đáng có do bị lừa gạt. Ngoài ra công việc của các bạn nam tuổi Đinh Sửu cũng nên chú ý tập trung hơn, tránh lơn là, sao nhã, dẫn đến sai sót không đáng có, lại bị cấp trên nhắc nhở không tốt cho sự thăng tiến trong sự nghiệp. Vận trình tháng 6 âm lịch 2023, đối với tuổi Đinh Sửu 1997, Nam Mạng. Bước sang tháng 6 âm lịch, vận trình của các bạn nam tuổi Đinh Sửu tương đối thăng trầm, nhất là về sự nghiệp nên chuẩn bị tốt về tinh thần và lên kế hoạch cẩn thận khi giải quyết công việc. Tháng này không thích hợp để quyết định những vấn đề quan trọng, đặc biệt các vấn đề liên quan đến tài chính thì bạn lại càng cần phải cẩn thận hơn. Về phương diện tình cảm trong tháng này của các bạn nam tuổi Đinh Sửu khá tốt, người đã lập gia đình rồi thì vợ chồng hòa thuận, không khí gia đình êm đẹp. Người đang còn độc thân cũng nhìn nhận về tình cảm khá tích cực, cơ hội gặp được một nửa của mình cũng rất cao. Vận trình tháng 7 âm lịch 2023, đối với tuổi Đinh Sửu 1997, Nam Mạng. Phương diện sức khỏe của các bạn nam tuổi Đinh Sửu trong tháng này giảm sút đáng kể. Do bị tác động của hung tinh thiên không và ảnh hưởng của yếu tố thời tiết, một số người có thể gặp một số vấn đề về sức khỏe, cơ thể thường mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, bệnh về huyết áp, thậm chí bị đột quỵ. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống hàng ngày. Sức khỏe không tốt dẫn tới không thể làm tốt công việc, kinh doanh, không đưa ra được ý kiến, quyết định thiếu đi sự chính xác, gặp nhiều khó khăn, dẫn tới thất bại. Vận trình tháng 8 âm lịch 2023, đối với tuổi Đinh Sửu 1997, Nam Mạng. Bước sang tháng 8 âm lịch, các bạn nam tuổi Đinh Sửu có vận trình tài lộc khởi sắc đáng kể. Được sự trợ giúp của các tinh thanh long, thiên phúc, nhiều người có thể kiếm được một khoản tiền lớn trong tháng này. Với các bạn nam tuổi Đinh Sửu đang phát huy tốt những khả năng mình có tại công ty. Điều này sẽ giúp cho tài lộc không ngừng khởi sắc. Bạn cũng rất may mắn có thể thu được nhiều lợi nhuận nhờ cách quản lý tài chính hiện tại của mình. Tuy nhiên, mặc dù tháng này đối với các bạn nam tuổi Đinh Sửu phát triển rất tốt nhưng cũng không nên chi tiêu quá tay cho những thứ không cần thiết nếu không sẽ dễ làm cho tài khí giảm sút. Vận trình tháng 9 âm lịch 2023, đối với tuổi Đinh Sửu 1997, Nam Mạng. Bước sang tháng 9 âm lịch, đối với các bạn nam tuổi Đinh Sửu, bị các sao hung tinh chiếu tới dữ dội, đặc biệt là ảnh hưởng của hung tinh, không chỉ gây nguy hiểm cho sức khỏe, tài lộc của bạn mà ngay cả sự nghiệp cũng có thể bị ảnh hưởng đáng kể. Trong công việc có thể sẽ gặp rắc rối, khối lượng công việc tăng cao, điều này sẽ tạo ra nhiều áp lực hơn, và làm cho bạn có cảm giác khó chịu. Ngoài ra, tháng này dễ xảy ra xung đột lợi ích với bạn bè, người thân, bạn cũng nên biết cách giải quyết chừng mực hài hòa hơn. Vận trình tháng 10 âm lịch 2023, đối với tuổi Đinh Sửu 1997, Nam Mạng. Bước sang tháng 10 âm lịch, đối với các bạn nam tuổi Đinh Sửu có vận trình tài lộc khá tốt. Tại thời điểm này, mối quan hệ xã giao được cải thiện, công việc cũng tương đối dễ dàng, bạn có nhiều thời gian hơn để chăm chút bản thân và gia đình. Về tình cảm trong tháng này cũng rất tốt. Các cát tinh thiên hỷ, thiên phúc xuất hiện, thông qua giao tiếp hàng ngày, bạn có thể tạo nên những bước tiến mới trong mối quan hệ tình cảm. Đối với những người còn độc thân, có cơ hội gặp được một nửa của mình, đào hoa khởi vượng, với bạn cũng nên chủ động, biết nắm bắt cơ hội để nên duyên đôi lứa. Đối với những bạn kinh doanh, buôn bán, trong tháng này cũng rất thuận lợi, lợi nhuận thu về không ít, khiến cho hầu bao của bạn không ngừng tăng lên. Vận trình tháng 11 âm lịch 2023, đối với tuổi Đinh Sửu 1997, Nam Mạng. Bước sang tháng 11 âm lịch, khối lượng công việc của các bạn nam tuổi Đinh Sửu tăng lên đáng kể, cho dù bận rộn nhiều công việc nhưng mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát, công việc đều có sự lạc quan, và cho kết quả tốt, với bạn có thể yên tâm hơn về công việc của mình. Người làm công việc kinh doanh, buôn bán cũng gặp được nhiều may mắn và thuận lợi. Các hạng mục đầu tư cho thu về kết quả khả quan. Nhìn chung, tháng này đối với các bạn nam tuổi Đinh Sửu có thu nhập chính và thu nhập phụ đều có sự tăng trưởng thích hợp, các bạn thu được không ít tài lộc về cho mình. Vận trình tháng 12 âm lịch 2023, đối với tuổi Đinh Sửu 1997, Nam Mạng. Tháng 12 âm lịch, tài lộc của các bạn nam tuổi Đinh Sửu có phần giảm sút hơn so với tháng trước. Tháng này gặp thái tuế án ngữ, lại bị ảnh hưởng bởi thời điểm cuối năm, một số bạn có thể bắt đầu chuẩn bị hàng Tết. Việc này, đòi hỏi bạn phải chi ra một khoản tiền kha khá, vì thế mà có thể sẽ gặp một số rắc rối về tài chính. Vì vậy, với bạn tuổi Đinh Sửu nên chú ý hơn khi mua sắm đồ Tết, không nên quá xa hoa, lãng phí, hay lấy quá nhiều hàng hóa, nếu không có thể làm suy yếu tài vận của mình. Trên đây là toàn bộ thông tin về tử vi của tuổi Đinh Sửu 1997, Nam Mạng, trong năm Quý Mão 2023. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các bạn an tâm hơn phần nào cho những dự định trong năm sắp tới của mình. Chúc các bạn bình an, may mắn, hạnh phúc và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.